Hello các bạn, họ đang có mặt ở được gọi là thung lũng Silicon ở Quy Nhơn các bạn. Đấy. Ở vị trí này nó nằm ở thung lũng của Quy Hòa các bạn, thuộc ở khu vực Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn, nằm cạnh với trung tâm khoa học liên ngành đấy bên kia và Đại Phong Quy Hòa các bạn. Nằm ở ngay các cái mỏm núi luôn, cho nên có thể nói gọi đây là thung lũng. Và hiện tại thì Bình Định đang phát triển cái khu vực này để làm khoa học các bạn, cho nên gọi là thung lũng khoa học. Chạy một vòng của công viên sáng tạo ở Gành Ráng cho mọi người xem nha. Đấy, làm đường vòng cung luôn, các bạn xem trên clip Palecam nó sẽ là hoàn toàn là hết các bạn. Và cái núi phía trước kia đó là trung tâm của thành phố Quy Nhơn các bạn. Cái khu vực này là thuộc phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn. Phường Gành Ráng thì là phường kết thúc của thành phố Quy Nhơn để vào tỉnh Phú Yên. Ở đây tận dụng cho nên các bác đỡ xe. Và con đường ngang trước mặt các bạn là đại lộ khoa học, chạy từ quốc lộ 1 D chạy thẳng vào trung tâm khoa học liên ngành đó. Các bạn xem trên clip Playcam thì có họ làm cái mương như thế này các bạn, mình thấy thì hay đó, vừa làm thoát nước mà vừa tạo cảnh quan cho cái công viên sáng tạo này, khá là đẹp nha. Ok, các bạn xem thêm trên clip Palecam nha. Tới cái nhà đà đỏ kia là con đường nó hết rồi, không biết sau này có làm ra nối ra quốc lộ cái đoạn đó hay không. Vâng, giới thiệu với các bạn đây là con đường mới của khu công viên sáng tạo khoa học. Cuối năm 2020 thì tỉnh Bình Định đưa vào hoạt động công viên sáng tạo TME Bình Định tại thung lũng Quy Hòa, thành phố Quy Nhơn. Đây là cơ sở đầu tiên trong tổ hợp thung lũng khoa học được tỉnh Bình Định xây dựng theo hướng đã trở thành là khu đô thị khoa học đầu tiên ở trong nước. Đơn vị tiên phong là công ty TMA Solution có trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngay khi hoạt động, công ty này lập tập trung đào tạo nhân lực ngành công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và thu hút hàng trăm kỹ sư chuyên ngành công nghệ thông tin trong nước về Bình Định làm việc. Đi trước đón đầu, tỉnh ủy Bình Định có chương trình hành động về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn 2020 đến 2025. Trong đó, giai đoạn là 2016-2021, tỉnh đã đào tạo được 8 tiến sĩ, 688 thạc sĩ và tương đương với chuyên ngành và cơ sở đào tạo theo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thì mới đây, tỉnh ủy Bình Định thông qua chính sách thu hút nhân tài đến địa phương làm việc với chính sách đãi ngộ rất cụ thể, bao gồm hỗ trợ về tiền mặt, nhà ở, đất ở, môi trường làm việc. Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư tỉnh ủy Bình Định cho biết tỉnh đang khẩn trương xúc tiến tạo môi trường công nghệ chuyên nghiệp cho các kỹ sư. Muốn thu hút những kỹ sư công nghệ hàng đầu về công nghệ thông tin thì ngay từ bây giờ phải khẩn trương làm ngay trung tâm sáng tạo AI ở Long Văn. Vừa rồi, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chuyển đổi đất lúa và chúng tôi đang hoàn chỉnh quy hoạch 1/500. Chúng tôi xây dựng một thung lũng để tạo ra việc làm cho hàng ngàn chuyên gia đầu ngành, ông Dũng khẳng định. Và sau đây hãy cùng Quy Nhơn City bay một vòng trên cao để chiêm ngưỡng thung lũng công viên sáng tạo tại khu vực Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn.